Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nấu Ăn Chay, Trồng Rau Làm Vườn. Hôm nay ngày 19 tháng 9, 2019. Hôm nay trời mưa nên mình có hứng ăn cơm chiên. Mà hôm nay lại cúp điện nữa, nên sẽ không có cơm để mà làm cơm chiên, nên mình sẽ quyết định nấu cơm bằng bếp ga. Thật sự là nếu như mà nấu cơm bằng bếp củi ấy, thì mình công nhận là nó dễ hơn là nấu bếp ga ấy. Bởi vì bếp củi thì cái lửa nó tỏa đều hết cái nồi ấy, nên cơm rất là dễ chín. Còn nấu bếp ga thì nếu như mà không biết cách nấu thì khả năng cơm bị sống rất là cao. Nên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về bí quyết nấu cơm bằng bếp ga của mình nha. Có thể là nhiều bạn sẽ có cách nấu hay hơn mình, nên đây cũng chỉ là một kinh nghiệm nhỏ nhoi của mình trong việc nấu bếp ga thôi. Đầu tiên là mình sẽ rửa gạo để nấu cơm. Nấu cơm bằng bếp ga thì mình sẽ đong ít nước hơn nồi cơm điện một chút. Bình thường là sẽ là một đốt ngón tay, thì nấu bếp ga thì mình đong ít hơn một xíu. Lưu ý là khi nấu cơm, trong giai đoạn đầu thì chúng ta phải mở lửa nhỏ thôi. Cũng không phải là nhỏ nhất, nhưng mà lửa nhỏ đảm bảo làm sao mà cho cái nồi cơm của chúng ta phải 15 đến 20 phút nó mới sôi. Chứ nó mà sôi nhanh quá là cơm sẽ bị sống. Khi cơm vừa mới sôi lăn tăn thì chúng ta sẽ đảo cơm lần một. Sau đó là đậy nắp lại và mở lửa to lên. Và khi mà đã mở lửa to rồi thì cơm sôi lần thứ hai, thì chúng ta sẽ đảo cơm lần thứ hai. Sau đó là nhanh tay hạ lửa nhỏ xuống. Hạ lần này thì lửa sẽ hạ nhỏ nhất có thể. Cứ để lửa liu riu như vậy khoảng 15 đến 20 phút sau thì nồi cơm sẽ chín. Lưu ý là khi hạ nhỏ lửa như vậy ấy thì nên đóng cửa lại để không cho có gió, bởi vì lửa bé mà có gió nữa thì cái nồi cơm của chúng ta sẽ không đủ nhiệt và nó sẽ không chín được. Vậy là chúng ta đã có một nồi cơm nấu bằng bếp ga, dẻo mềm, thơm ngon rồi. Nấu bằng nồi nhôm là khó nhất luôn ấy, trừ nếu như có nồi gang, đậy cái đáy của nó dày hơn ấy, nó giữ nhiệt tốt hơn thì dễ nấu hơn. Còn nồi nhôm này đáy mọng nên rất là khó nấu, sơ ý là cơm sẽ bị sống liền. Bây giờ mình sẽ đảo đều cho cơm tơi ra, rồi mình hong gió cho nó nguội bớt. Sau đó là mình sẽ đem cơm đi chiên. Đầu tiên là mình sẽ băm một ít ớt. Ớt này mình sẽ loại bỏ cái phần hạt ra, mình chỉ lấy phần thịt ớt thôi. Tiếp theo là mình sẽ băm củ tỏi. Với củ tỏi và trứng thì có nhiều người sẽ không ăn được, thế như là nó bị đau bụng á. Nó cũng tùy người thôi, với nhà mình thì ăn được thì mình vẫn dùng. Còn ai mà không ăn được tỏi và trứng kết hợp thì không nên dùng nha. Có thể thay bằng củ hành cũng rất thơm, nhưng với bản thân mình thì thấy tỏi sẽ thơm hơn, bởi vì mình ăn được. Mình là có tiền sử bị viêm đại tràng ấy, nhưng mà mình ăn vẫn không sao hết. Bây giờ mình sẽ làm nóng chảo và cho vào một ít dầu ăn. Tráng đều dầu ăn. Dầu mà đã nóng rồi thì mình sẽ cho tỏi và ớt lúc nãy mình vừa băm ấy, cho vào phi cho vàng lên luôn. Với cách làm của mình là mình phi cho vàng trước luôn. Tại vì nếu như mọi người mà làm theo cách khác thì mà phi vàng quá ấy, thì lúc chiên cơm mà cái tỏi nó sẽ bị cháy. Nhưng mà cách của mình nó không bị cháy nên mình phi vàng từ lúc ban đầu. Vì sao nó không cháy là được. Sau đó mình sẽ đập vô trước hai quả trứng. Ở đây mình sẽ dùng 3 quả trứng, 2 quả mình đập vô trước, 1 quả thì mình đập vô sau. Đảo đều trứng cho trứng chín sơ rồi thì mình mới cho cơm vào.
Tất cả quá trình này là mình đều dùng lửa lớn hết. Thực ra thì cơm chiên cũng rất đa dạng cách làm. Ai thích ăn kiểu nào thì làm theo kiểu đó thôi. Với mình thì mình thích ăn kiểu như vậy thì mình sẽ làm như vậy. Cơm của mình sẽ không được khô cho lắm đâu. Nó hơi mềm mềm, nhưng mà lát nữa mình sẽ đè nó xuống để cho nó cháy cháy xém ấy. Mình thích ăn theo cái kiểu như thế. Bây giờ mình sẽ nêm vào một ít muối ớt. Muối ớt để chấm trái cây á. Và một ít hạt tiêu. Một ít hạt nêm. Và một ít nước mắm. Cuối cùng là một ít nước tương. Mình không có nêm đường, bởi vì trong cái muối ớt nó cũng có sẵn đường rồi. Mình ăn là thấy vừa rồi, mình không nêm thêm đường nữa. Sau khi nó gia vị thì mình sẽ đảo đều cái cơm này lên. Rồi mình cho vô một trái trứng nữa. Mọi người có thể thấy là mình ăn chay mà vẫn dùng nước mắm. Bởi vì mình ăn chay theo kiểu mà tốt cho sức khỏe, ăn chay để chữa bệnh ấy. Nên mình chỉ có kiêng thịt thôi. Còn cá thì lâu lâu mình cũng ăn một lần. Rồi nước mắm mình vẫn dùng, do mình bị viêm đại tràng, rồi mình bị bướu cổ nữa, nên mình ăn chay để mà chữa những bệnh đó. Chứ mình không phải là ăn chay đúng chất theo đạo Phật, nào là kiêng hành tỏi, rồi kiêng trứng sữa vân vân. Sữa thì mình không uống được, nhưng mà trứng mình vẫn dùng. Mình cứ ấn cái cơm xuống cho nó sát đáy chảo để cho nó cháy cháy xém ấy, rồi đảo lên, rồi lại tiếp tục ấn, rồi đảo lên như vậy thì cơm của mình nó sẽ có vừa mềm mềm mà lại vừa cháy cháy. Mình thích cái kiểu như thế, thấy ăn rất ngon. Bây giờ mình sẽ cho cơm ra đĩa, do đó sau đó rắc thêm một ít hạt tiêu. Đây là cái cây mắc mật ấy. Ở bên châu Âu thì người ta hay dùng cái lá hương thảo để mà làm gia vị, thì ở Việt Nam mình lại thích dùng cái lá mắc mật này để làm gia vị ấy. Rắc lên cơm cũng thấy thơm thơm. Và nhà mình rất là nhiều rau ngộ nên mình sẽ dùng rau ngộ để trang trí cho đĩa cơm. Bây giờ mình sẽ thái nhuyễn cái lá mắc mật này ra để rải lên mặt cơm. Cái lá này là ở các tỉnh miền núi phía Bắc có rất nhiều, nhưng mà trong Nam mình thì không có mấy nhà trồng hết. Mình mới trồng một cây bé xíu mà mình vặt hoài nó không lớn nổi luôn. Bây giờ là mình cắm những cái cành rau ngộ xung quanh để trang trí cho nó có màu xanh. Và cắt thêm vài lát chuối nữa. Vô tình có một lần mình ăn cơm chiên với chuối ấy, thấy nó ăn cũng ngon, cũng vui vui, nên đó cũng là một sự kết hợp hay ấy chứ. Hình như là mình thấy mình đưa rau ngộ lên nhìn cái đĩa cơm còn xấu hơn ấy, nhưng mà thôi kệ, ăn ngon là được rồi. Mình xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.